Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2020, thứ bảy tuần thứ 10 mùa thường niên năm chẵn. Trích sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia xuống núi tìm đến cùng Elise, con ông Sa Phát đang cày với 12 đầu bò. Chính Elise là người dẫn đầu bò thứ 12. Elia tiến đến gần ông và ném áo tròn mình trên ông. Elise bỏ đầu bò đó chạy lại Elia và thưa rằng Xin cho tôi về hôn cha mẹ tôi đã Rồi tôi sẽ theo ngài Elia nói với ông Cứ về rồi trở lại Vì ta đã làm gì ngươi đâu Elise rời Elia Bắt đầu bò làm thịt Lấy cài làm củi Nấu thịt bò và đem cho dân chúng ăn Đoạn Elise trở dậy Đi theo làm đồ đệ Elia đó là lời Chúa ta ơn Chúa lạy Chúa Chúa là phần gia nghiệp của con xin bảo toàn con lạy Chúa vì con tìm nương tựa Chúa con thưa cùng Chúa Ngài là Chúa tê con Chúa là phần gia nghiệp và phần chen của con chính Ngài nắm giữ văn mạng của con Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Con chúc Tùng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ. Cả những lúc đêm khuya, con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con. Vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao nung. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Bởi thế lòng con vui mừng, và linh hồn con hoan hỷ ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghi an toàn vì chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phù cũng không để thánh nhân của ngài thay điều hư na lạy chúa chúa là phần gia nghiệp của con Alleluia, Alleluia, chúc tùng đức vua, đơn nhân dân chúa mà đến, Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh theo. lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa. Phần thầy thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề vì là ngai của Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề vì là bệ đặt chân của người. Đừng lấy Jerusalem mà thề vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu mà thề vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng là các con phải, có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do sự giữ mà ra đó là lời chúa lạy chúa khi ngợi khen chúa sứ điệp thiên chúa là đấng chân thật còn cái chúa cũng phải chân thật môi miệng chân thật là môi miệng con cái chúa môi miệng dối gian là môi miệng Satan cầu nguyện lạy chúa hôm nay chúa dạy con đừng thề chi cả có thì nó có không thì nó không thêm điều đặc chuyện là do ác quỷ mà ra. Nhưng trong thực tế chúng con rất hay thề, không thề thì không ai tin. Tuy nhiên con thấy những người có uy tín trong xã hội không cần thề mà người ta vẫn tin lời họ nói. Chúa đang dạy con sống uy tín, thẳng thắn, thật thà, xứng danh con cái Chúa. Chính cách sống ngay thẳng của con là bằng chứng cho môi miệng con chân thật. Là Chúa, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống chúa đã sống thật nói thật cho dù sự thật đó dẫn chúa đến thập giá chúa đã kích sự giả dối chúa bạch trần những thái độ giả hình chúa không thỏa hiệp với cách sống lương lệ của trần gian chúa nêu gương và dạy con phải chân thật Lạy chúa con hay bị cám dỗ sống gian dối gian dối có thể đưa đến cho con một mối lợi gian dối có thể tránh cho con một hiểm họa gian dối có thể làm cho người khác nể sợ con hơn nhưng khi sống gian dối là một cách nào đó con đang bán mình cho Satan không còn là con cái chúa nữa. Xin giúp con luôn xác tín rằng làm con cái chúa là một mối lợi vĩnh cửu. Làm con cái chúa giúp con tránh được kế họa đời đời và chúa chỉ coi trọng con khi con biết sống chân thật. Amen. Trích cầu nguyện với chúa mỗi ngày. Hãy mai táng chính mình một vị linh mục nọ đã có một sáng kiến rất ngột nghĩnh để đánh động giáo dân trong giáo xứ. Một buổi sáng Chúa Nhật nọ, dân chúng bỗng nghe một lời sao báo như sau: Một nhân vật trong giáo xứ vừa qua đời, tang lễ sẽ được cử hành vào sáng thứ tư tới. Nghe lời loan báo ấy, cả giáo xứ nhốn nháo lên, người nào cũng muốn biết con người quan trọng ấy là ai. Đúng ngày tang lễ, mọi người trong giáo xứ nườm nượp kéo nhau đến nhà thờ từ công thánh cho đến cuối nhà thờ không còn một chỗ trống người ta đến không phải để cầu nguyện cho người quá cố cho bằng để nhìn mặt lần cuối cùng con người mà ai cũng muốn biết sau thánh lễ vị linh mục đến mở nóc quan tài để mọi người đến chào từ biệt lần cuối cùng người quá cố ai ai cũng sắp hàng để nhìn cho kỳ được người chết nhưng ai cũng đều ngạc nhiên bởi vì thay cho thi hài của người chết mỗi người chỉ nhìn thấy trong quan tài một tấm gương và dĩ nhiên, khi cuối nhìn vào quan tài, mỗi người chỉ nhìn thấy dung nhan của mình mà thôi. Chờ cho mọi người làm xong nghi thức từ biệt ấy bị lên mục mới giải thích. Như anh chị em đã có thể nhận thấy, tôi đã cho đặt vào trong quan tài một tấm kính. Con người mà anh chị em nhìn thấy trong quan tài không ai khác hơn là chính mỗi người trong chúng ta. Vâng, đúng thế. Thưa anh chị em, mỗi người trong chúng ta cần phải mai táng chính mình. Thánh lễ vừa rồi đã được cử hành cho tất cả chúng ta. Bắt đầu sứ mệnh công khai của Ngài bằng cử chỉ dìm mình xuống dòng nước sông Gio Đăng Chúa Giêsu muốn loan báo cho mọi người thấy rằng Ngài đã vâng phục ý Chúa Cha để đi vào cái chết và nhờ đó cứu rỗi nhân loại. Một cách nào đó, mầu nhiệm của sự chết và sống lại đã được diễn tả qua việc Chúa Giêsu dìm mình trong dòng nước thiết lập phép rửa như cửa ngõ để đưa chúng ta vào cuộc sống trường sinh. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta tham dự vào mầu nhiệm chết và sống lại của Ngài. Vì mình trong nước của phép rửa, chúng ta khởi đầu cuộc sống khi tô hữu bằng chính cái chết. Sống đối với chúng ta có nghĩa là chết. Chết cho những khuynh hướng xấu, chết cho những đam mê xấu, chết cho tội lỗi, chết cho ích kỷ, chết cho hận thù, cuộc sống do đó đối với chúng ta cũng là một cuộc mai táng liên lụy cũng như hạt lúa rơi xuống đất phải thối đi cũng thế chúng ta phải chấp nhận chôn vùi con người cũ tội lỗi của chúng ta bài trích sách lẽ sống